Ở chỗ chư Phật gieo trồng vô lượng thiện căn to lớn do các thiện căn đã nhiếp thọ nên chẳng bao giờ sanh vào đường ác, chỗ nạn. Lại do thiện căn đã nhiếp thọ nên ở trong tất cả thời, ý ưa thanh tịnh, vì ý ưa thanh tịnh nên thường nghiêm tịnh sở cầu là cõi Phật, cũng thường thành thục sở hóa là hữu tình lại do thiện căn đã nhiếp thọ nên thường chẳng xa lìa thiện tri thức chân chánh đó là chư như lai ứng tránh đẳng giác và các chúng đại bồ tát độc giác thanh văn và những vị có khả năng luôn khen ngợi phật pháp tăng khác thường được gần gũi cung kính cúng dường như thế này thiện hiện đại bồ tát cung kính cúng dường chư phật viên mãn thiện căn thủ thắng được nhiều chân thiện hữu nhiếp thọ mau chứng đắc trí nhất thiết trí vì vậy, này thiện hiện, Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, muốn mau chứng đắc trí nhất thiết trí, nên tinh cần cung kính cúng dường chư Phật, nhiếp thọ viên mãn thiện can thủ thắng, thường cầu gần gũi chân thiện tri thức, thường không chán nản mỏi mệt. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu Đại Bồ Tát chẳng cung kính cúng dường chư Phật, chẳng viên mãn thiện căn thủ thắng, chẳng được nhiều thiện hữu nhiếp thọ, thì Đại Bồ Tát ấy chắc chắn chẳng có thể đạt được trí nhất thiết trí. Phật dạy, này thiện hiện, nếu chẳng cung kính cúng dường chư Phật, chẳng có thể viên mãn thiện can thủ thắng, chẳng được nhiều thiện hữu nhiếp thọ, thì còn chẳng nên được mang danh Đại Bồ Tát, huống là có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Vì sao? Này thiện hiện, vì hoặc có người cung kính cúng dường chư Phật, gieo trồng viên mãn thiện can thủ thắng, được nhiều chân thiện hữu nhiếp thọ, còn chẳng có thể đắc trí nhất thiết trí huống là chẳng cung kính cúng dường chư Phật, chẳng có thể viên mãn thiện căn thù thắng, chẳng được thiện hữu nhiếp thọ, mà có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Nếu người đó chứng được trí nhất thiết trí là điều không có. Vì vậy, này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát muốn xứng danh là Đại Bồ Tát, muốn mau chứng tắc trí nhất thiết trí, thì nên tinh cần cung kính cúng dường chư Phật, gieo trọng viên mãn thiện can thủ thắng, gần gũi cúng dường chân thiện tri thức, chớ sanh mệt mỏi chán nản cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn vì nhân duyên gì, mà có Đại Bồ Tát tuy đã cung kính cúng dường chư Phật, gieo trồng viên mãn thiện can thủ thắng, được chân thiện hữu nhiếp thọ nhưng chẳng có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Phật dạy, này thiện hiện, vì Đại Bồ Tát ấy xa lìa sức phương tiện thiện xảo, nên chẳng có thể chứng đắc trí nhất thiết trí nghĩa là Đại Bồ Tát ấy, chẳng theo chư Phật để nghe nói phương tiện thiện xảo như thế, để cung kính cúng dường chư Phật Thế Tôn, gieo trồng viên mãn thiện căn thù thắng, gần gũi cúng dường chân thiện tri thức, cho nên chẳng có thể chứng đắc trí nhất thiết trí.